Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả các bạn, và em là Quốc Duy, nhân viên bán hàng của cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền. Hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2019 và cũng là ngày đầu tuần. Thay mặt cơ sở xin gửi lời chúc sức khỏe, một ngày làm việc hiệu quả đến tất cả các bạn và có một tuần mới gặp nhiều may mắn và suôn sẻ. Hôm nay thay mặt cơ sở em xin phép được giới thiệu những mặt hàng mà cơ sở bên em mới cập nhật cũng như là báo giá những mặt hàng lan mà cơ sở hôm nay bên em đang có. Chủ đạo về hôm nay thì bên em sẽ có những cái mặt hàng lan như là long tu, hoàng thảo vôi, vanda, đuôi chuột, sơn thủy tiên, thập hoa với lại điện biên đông. Và sẽ có một số những cái phần hàng mà lan mà bên em sẽ thanh lý xả hàng nhé. Đây là những cái combo, có một cái combo thanh lý xả hàng nữa. Bây giờ em xin phép được vào giới thiệu cái mặt hàng chính của ngày hôm nay luôn ạ. Trước mặt màn hình của các bạn đây ạ, đây sẽ là cái combo xả hàng của bên em hôm nay. Chỉ có một cái phần combo duy nhất này thôi, bởi vì đây là những cái cây và hàng rời, hàng xấu cũng như là bị gãy ngọn ạ. Cái combo này thì không thích hợp cho những bạn mới chơi mà cần phải những cái bác mà đã có cái thời gian mà chơi lan trong một thời gian khá là dài rồi và cũng như là có cái kinh nghiệm thì mình mới hãy nên mua. Bởi vì là những cái hàng rời, hàng xấu, hàng nhỏ ấy thì lấy về nó rất là khó trồng cũng như là mình cần phải có thời gian chăm sóc và thời gian ghép. Nên là em sẽ khuyến khích những bác nào mà đã có công cũng như là cái thời gian tìm hiểu về lan rồi nhé. Em xin báo giá luôn, cái combo này gồm có là 8 mặt hàng lan. Và em bán với mức giá là 400.000 đồng, một mức giá rất là tốt về mặt hàng xả đấy ạ. Em xin giới thiệu từng phần luôn nhé, còn có 8 loại lan đấy ạ. Trước mặt màn hình của các bạn đây sẽ là mặt hàng lan trồn giống ạ. Đây là trồn loại nhỏ, trồn giống loại nhỏ nhé. Đây, cây, những cây nó có thể là từ như này thôi. Và từng chỗ này thì cũng có khá là nhiều cây, nhưng mà hàng... Đây, em bỏ ra cho các bạn xem đây. Chỗ này nó rơi khoảng tầm 5 đến 7 lạng như này. Nhưng mà cái mặt cây mình được rất là nhiều bởi vì đây là hàng cây nhỏ đấy ạ. Đây ạ, đây là cái mặt hàng lan thứ nhất của combo xả. Tiếp đến ở đây sẽ là cái mặt hàng lan thứ hai trong combo này. Đây là cái một bó hạc vĩ nhé các bạn. Bó hạc vĩ này thì hiện giờ nó sẽ có cả thân già cũng như là nó thân ngắn. Đây, đây là bó hạc vĩ này. Tiếp đến sẽ là bó bạch nhạn nhé. Bạch nhạn này hiện giờ có vàng lá, có gãy ngọn nhé. Và lá cũng để khô khá là nhăn nheo đây, cần có thời gian dưỡng. Cần các bác có kinh nghiệm dưỡng cũng như là chơi lan thì mới hãy nên mua. Đây ạ, rồi. Tiếp đến bên đây sẽ là cái mặt hàng lan thứ tư ở trong combo này. Đó là một bó hương vani. Bó hương vani này hiện giờ có cái chiều dài trung bình nó khoảng tầm 40cm. Có những thân mà có thể là dài hơn nhé. Đây em đo cho các bạn này. Một găng tay của em nó rơi là 20cm. Đây, một, đó, khoảng 40 này. Có những thân thì nó dài hơn đây. Vâng ạ. Loại lan thứ 5 trong combo sẽ là bó ngọc thạch 3 màu. Bó ngọc thạch 3 màu này hiện giờ thì cũng có cả thân tơ và thân già nha các bạn. Nhưng mà nó là các khóm, khóm rời đấy ạ. Khóm rời đây. Nên là em cũng cho vào combo thanh lý luôn. Đảm bảo về trồng vẫn lên nhé. Mặt hàng, các mặt hàng rừng này, giống rừng này lấy về thì trồng kiểu gì cũng lên các bạn ạ. Chẳng qua là nó cái mã nó hơi xấu. Tiếp đến ở đây sẽ là mặt hàng lan thứ 6 trong combo. Đó là mặt hàng lan kiều vàng ạ. Có một bó kiều vàng đấy các bạn ạ. Bó kiều vàng này nó rơi vào khoảng tầm 4 khóm nhỉ nhé. Đây em cho các bạn xem cái khóm dễ đâu đây. 4 khóm đúng chứ. Đây cận chi tiết cho cái mặt hàng lan kiều vàng. Đây có một ít bị lỗi lá này đây. Và có cả thân già nữa nhé. Tiếp đến bên đây sẽ là một bó đùi gà tròn. Bó đùi gà tròn này nó rơi khoảng có hai khóm to này, hai khóm to. Đây là một khóm nhỏ nữa này. Dưới này một khóm nhỏ nữa. Đây. Đùi gà tròn này chủ yếu là thân già nha các bạn. Lấy về làm giống đấy ạ. Rồi ạ. Rồi bên đây sẽ là cái mặt hàng lan cuối cùng trong combo xả 8 loại lan này. Đó là mặt hàng lan Vanda Hương Chanh, hàng Cao Bằng. Hiện giờ thì cái này nó có bị lá nó không được mướt lắm này. Và thứ hai đây, những cái lá này nó bị, cái này những người có thể còn sâu nó ăn thôi. Và thứ hai nữa là ngọn có một số cây. Những cây này chủ yếu là bị lỗi ngọn này nhé, dễ ngọn này nữa. Đấy. Đây là Vanda trong combo này ạ. Rồi, vừa rồi em đã giới thiệu xong cái combo xả hàng này nhé. Em nhắc lại giá của combo xả hàng này là 400.000 đồng, còn gồm có 8 loại lan. Có những loại có thể là từ 5 lạng trở lên mà còn có loại có thể là tầm 1 cân đấy ạ. Em nãy em cũng có cân lên và cũng rất là chi tiết rồi. Nên là em thấy cái mức giá này rất là hợp lý luôn. Phù hợp cho những bác nào mà có ý định lấy về để làm một cái vườn nho nhỏ và có đủ các loại lan cũng như là hàng giống của mình. Và tiếp đến trên đây thì em có một cái phần lan tóc tiên Bắc.
Vâng, hoa nó giống như là hoa đuôi chuột nhá. Cái nhờ cái thân nó thì dài hơn. Tóc Tiên Bắc hiện giờ em hay bên em bên chỗ đầu mối họ gửi lên. Thì cũng em cũng đặt một số cái hàng giống ấy mà cái đầu mối họ lại gửi nhầm lên một cái bó tóc tiên này. Gửi về thì cũng chả cần nữa, bởi vì là đằng nào thì cũng có thể là lấy lên ghép về vườn, hoặc là nếu bác nào có ý định lấy cái bó này thì em cũng thanh lý luôn là 100.000 đồng nhé. Đây là em giải ra cho các bạn xem. Còn khi bó vào thì nó sẽ thành một bó nhỉ. Một bó nhỉ. Đấy. 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 Chi tiết của bó tóc tiên này nhé, 100.000 đồng đây. Bên cạnh đây sẽ là một cái dề đùi gà. Đây là đùi gà tròn ạ các bạn ạ. Đùi gà tròn này hiện giờ cái dề này nó bị xuống lá quá nhiều, và thứ hai nữa là cũng có cả thân già. Em đếm ở đây nó được khoảng tầm 10 đến 12 cái thân tơ nhá. Đây. Thân này 1 thân này, 2 3 đây này, 4. Cái này thì vẫn còn có lá nhá. Cái này dề này em bán thanh lý bởi vì là lá nó xuống quá nhiều. Và cái thân già với tỷ lệ thân già và thân tơ nó gần như bằng nhau 50-50 đấy, em mới bán thanh lý thôi. Cái dề này em bán với mức giá là 200.000 đồng nhé các bạn. Vẫn còn có những cái nụ hoa đây nhé. Đảm bảo là nó cái thân già không quá nhiều đâu các bạn. Đây có những thân tơ vẫn có nụ hoa. Vẫn có thể chơi hoa Tết được bình thường nhé. Nãy em đếm rồi khoảng 10-12 thân tơ. Còn những thân mà có nụ hoa thì xem nào. Ui dồi, thân nào cũng có. Mấy thân tơ này hầu như là đang có nụ hết này. Một này, thân này có nụ này, ba thân có nụ rồi này, bốn thân có nụ này, khoảng tầm 4-5 thân, sắp tới những thân tơ kia nó sẽ vẫn còn ra nụ tiếp nhé các bạn. Một bó này thanh lý 200.000 đồng, quá là đẹp, quá là hợp lý luôn rồi ạ. Bên cạnh đùi gà tròn thanh lý sẽ là cái mặt hàng môi tua thanh lý. Em cái môi tua thanh lý này hôm qua em có hai bó đấy, thì hôm qua có một bạn đấy lấy mất một bó rồi, bây giờ còn một bó. Cái bó này cân nặng sẽ là 2 kg. Lý do thanh lý là bởi vì tuần vừa rồi trên Cao Bằng toàn mưa, là em để nhiều lan quá, và thế là cái này nó bị lá nó bị dính mưa, thế là thành ra nó bị úa thôi, chứ còn không có vấn đề gì khác, nên là cái lá nó xấu quá nên em cho thanh lý thôi. Còn bạn nào lấy về làm giống thì rất là ok, không vấn đề gì. Bó này em bán với giá là 100.000 đồng nhé. Môi tua thanh lý này ạ, bó môi tua thanh lý 100.000 đồng em nhắc lại. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu những mặt hàng lan đẹp của em này nhé. Đầu tiên em xin giới thiệu ở đây sẽ là mặt hàng lan là Điện Biên Đông. Điện Biên Đông bên em cũng chỉ còn khoảng tầm 4 cân. Điện Biên Đông em bán với mức giá là 150.000 đồng nhé. Điện Biên Đông thì hiện giờ là thân đã xuống lá hết rồi, ăn đủ nắng và rất là vàng óng luôn này. Đấy, rồi. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan Vanda Hương Chanh, hàng Bảo Lạc Cao Bằng. 150.000 đồng cho 1 kg nhé. Vanda Hương Chanh, hàng đẹp thì bảo đảm là không gãy ngọn, lá thì nó cũng không quá bị xấu và không bị lỗi lá nhiều. Hàng rừng thì tất nhiên là lá thì nó không thể mướt đâu nhé các bạn nhé. Đây ạ, cái em sẽ quay cho bạn xem một chút về cái ngồng hoa của Vanda Hương Chanh đây. Vanda Hương Chanh thì hiện giờ nó cũng có những cây mà nó ra cái ngồng hoa còn dài hơn ở đây nữa cơ. Nở hoa mùa xuân nhé các bạn. Hoa vàng chấm đốm, có những chấm nâu. Rồi tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Vôi. Đây là mặt hàng lan Hoàng Thảo Vôi loại đẹp, đảm bảo khi gửi cho các bạn khóm nào cũng có thân hoa, và thứ hai nữa là dài từ 20cm trở lên. Còn những thân già thì không nói, vì thân già thì có những thân nó ngắn hơn. Đây, thân này chỉ có tầm 5cm, 10cm thôi, nhờ thân hoa nó rất dài đấy nhé. Đấy, thân hoa có đây. Hoàng Thảo Vôi bên em bán với mức giá là 260.000 đồng cho 1 kg, hàng loại đẹp nhé. Còn bên đây sẽ là mặt hàng lan Hoàng Thảo Vôi, hàng giống. Hàng giống thì tất nhiên là có sẽ có những thân hoa ngắn hơn, từng khóm nhỏ như thế này, và có cả những cái nếu mà thân hoa dài thì có bị gãy ngọn nhé, gãy ngọn hoa thì em mới cho vào hàng thanh lý. Hàng thanh lý em bán với mức giá là 180.000 đồng cho 1 kg, hàng giống, hàng thanh lý đấy, Hoàng Thảo Vôi. Tiếp đến bên đây em xin được giới thiệu tiếp sẽ là mặt hàng lan Kim Thoa. Kim Thoa hiện giờ bên em chó ở đây còn có khoảng tầm 4 cái dề to, mỗi dề có thể từ 5 đến 8 lạng nhé. Đủ nhận khoảng tầm 2 đến 3 đơn với các bạn luôn. Đây là Kim Thoa ngày hôm nay, 100.000 đồng cho 1 kg ạ. Kim Thoa thì nó ra hoa cũng màu vàng nhé các bạn. Cần cuối xuân
lúc đầu mùa mưa đấy, thì là bắt đầu sẽ lên ra hoa và sau đó lên những thân non rất là nhiều. Kim thoa các bạn trồng thì cũng không nên để ngoài mưa nhé, để ngoài mưa dính mưa là thân non hỏng hết luôn. Chủ yếu là cần có cái tiểu khí hậu của mình cũng như là cái vườn của mình cần được che chắn gió, gió cũng như là nước tốt một chút thì mới trồng kim thoa được. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan long tu xuân hàng giống. Long tu xuân hàng giống thì chủ yếu là có cả thân già và thân tơ. Mà cái này nó cho vào hàng giống bởi vì là thân già với lại thân tơ nó ngắn thì em cho vào hàng giống nhé. Còn hiện giờ thì không có cái trường hợp bị gãy ngọn hay là bị dập úa gì đâu. Long tu xuân hàng giống thì rất là đẹp luôn nhé. Chủ yếu là do nó ngắn thôi. 200.000 đồng cho 1kg long tu xuân loại giống. Đây, cái thân hoa nó rơi vào khoảng này đây. Thì em đo nó là khoảng tầm 15cm trở lên, 10 đến 15cm nhé. Mà nó ngắn thôi. Còn những thân mà từ 20, thân hoa mà từ 20cm trở lên thì là em cho vào bên long tu xuân lại đẹp rồi. Bên đây là long tu xuân lại đẹp, bao dập gãy ngọn luôn nhé. Khi gửi đi cho các bạn thì bảo đảm đến tay thì khóm nào cũng có thân hoa và thân hoa rất dài và đẹp luôn đây. Có những khóm thân hoa sẽ phải từ tầm 30cm trở lên thì em mới gửi. Long tu xuân lại đẹp 250.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu hiện giờ cũng xuống hết lá rồi, thân vàng óng. Còn thân hoa thì màu trắng kia các bạn nhìn sẽ biết rồi đấy. 200.000 đồng cho 1kg ngọc thạch 3 màu ạ. Tiếp đến sẽ là mặt hàng lan kiều vàng. Kiều vàng thì hiện giờ những cái thân này lên vàng vàng này. Kiều vàng hiện giờ cũng chưa có sưng mắt nụ nhiều đâu nha các bạn. Bây giờ những cái mắt của nó mới bắt đầu sưng thôi. Bởi vì là nó cũng nở vào tầm đầu hè cơ. Kiều vàng 160.000 đồng cho 1kg. Hàng loại đẹp nhé, đảm bảo thân dài đều hết luôn. Và có những cả từng khóm một chứ không có những cái hàng rời quá lẻ đâu các bạn ạ. Tiếp đến bên cạnh kiều vàng sẽ là mặt hàng lan thập hoa. Thập hoa hiện giờ cũng đang mùa xuống lá. Thập hoa bên em bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Có hàng rề luôn, chủ yếu rề thôi các bạn ạ. Những cái khóm nhỏ nhỏ, đây có những cái khóm nhỏ nhỏ này thì em gọi là để cho bù vào cân đối với những bạn nào mà lấy khoảng 1 cân trở lên ấy. Còn lấy 1 cân trở lên thì em xem tùy, có thể là 1 cân, 2 cân chẳng hạn thì em sẽ chủ yếu gửi những hàng rề này thôi. Còn thập hoa thì chủ yếu là hàng rề là chủ yếu nhé. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân thì hiện giờ cũng đang chuẩn bị lên sưng cái mầm hoa nhé các bạn. Nhưng mà hiện giờ thì có một số khóm nó lên, còn chủ đạo là vẫn chưa. Bởi vì nó ra nở hoa vào cuối xuân. Kim điệp xuân 150.000 đồng cho 1kg ạ. Những cái lá đen đen chỗ này là do nó xuống lá và cái vết này là vết nhựa của cái lá để lại thôi. Chứ không phải là bị úa hay xấu gì đâu các bạn nhé. Kim điệp xuân khi xuống lá thì tất cả các mặt hàng lan kim điệp xuân ở các shop khác cũng như vậy thôi. Bởi vì đây đặc thù của nó thôi. Xuống lá sẽ để lại vết thâm như vậy. Thực ra như này là rất là đẹp rồi ạ. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan trúc mành và hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Vâng, hai cái bạn này thì mặt hoa giống hệt nhau nhưng mà cách chăm sóc thì lại hoàn toàn khác biệt. Trúc mành thì cần có thời gian chăm sóc cũng như là khá là đồng đảnh nên là cần có kinh nghiệm chơi thì mới có thể thuần được loại này. Trúc mành này là hiện giờ em có lẫn cả hàng bắc. Tây bắc có một những cái thân đen này này, đây là hàng Tây Bắc này, nhưng mà cũng có những thân xanh hàng Bắc Lào nữa. Bởi vì đợt này vừa rồi đầu mối nó đẩy lên thì lẫn cả hai loại. Nên em bán với mức giá thanh lý là 220.000 đồng cho 1kg trúc mành. Còn bên đây là mặt hàng lan hoàng thảo tam bảo sắc. Hoàng thảo tam bảo sắc thì hiện giờ lo cái hoa, mặt hoa cũng như hoa của trúc mành nhưng mà dễ thuần hơn. Dễ thuần hơn, trồng đâu cũng được, rất là dễ thuần, dễ chơi. Hoa thì đẹp như trúc mành luôn. 250.000 đồng cho 1kg hoàng thảo tam bảo sắc nhé các bạn. Còn bên cạnh đây sẽ là mặt hàng kim điệp thơm, hay còn gọi là kim điệp nhựa đấy ạ. Đây là kim điệp nhựa hàng giống nhé. Hàng giống thì có những khóm nhỏ và chủ yếu là thân già, phù hợp cho các bạn lấy về để dưỡng và bắt đầu mình sẽ chơi hoa từ mùa sau. Nhưng mà nãy em cũng thấy là có một số cái thân, những cái thân già ấy, nó vẫn ra hoa, chẳng qua là những cái khóm này nó nhỏ quá nên chưa thấy thôi. Còn cái đây là hàng giống này. Hàng giống của kim điệp thơm 180.000 đồng cho 1kg nhé. Đảm bảo là hiện giờ về vẫn cái tỷ lệ ra hoa vẫn có nhé các bạn. Đây, đây lại móc được ngay một cái thân có hoa này. Vẫn là cho hàng giống thôi bởi vì là nó có thân già và cũng như là bị cái thân già này đang bị hơi nát nát này. Thì là em mới cho vào hàng giống thôi nhé. Đây này, có thân hoa vẫn chơi được đây. Tiếp đến bên đây sẽ là mặt hàng lan kim điệp thơm loại đẹp.
kim điệp nhựa loại đẹp đây, hàng dề như thế này các bạn này. Bạn nào mà lấy cái số lượng lớn hoặc là từ 1 cân chẳng hạn ấy, nếu mà em cân như này lên mà nếu mà thấy đủ đúng 1 cân thì em gửi luôn cả 1 dề cho các bạn luôn. Nên là về các bạn thích hàng dề trồng lên ghép luôn được nhé. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn tách thì cũng phải tách cẩn thận thì mới tách được nhé. Hàng này thì đảm bảo lúc nào có cũng có thân tơ rồi, sẽ có mặt hoa để các bạn chơi Tết nhé. Đây này, bỏ ra luôn đây này. Có những cái nụ hoa mới nhú này, trắng trắng nhé. Trắng trắng đây, cái mầm hoa mới lên này. Còn cái mầm lên cao thì trên này, giống như trên này. Đấy, mầm cao thì nó đang là như này rồi. Là một trong những mặt hàng lan mà có hoa chơi Tết nha các bạn. Kim điệp thơm hàng đẹp đấy ạ. 250.000 đồng trên 1kg. Tiếp đến trên đây sẽ là mặt hàng lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên, bên em bán với mức giá là 200.000 đồng cho 1kg nhé. Thân vàng óng, xanh rất là mướt luôn nhé. Chiều nay bên em sẽ có một clip mà hướng dẫn cách ghép sơn hoa Sơn Thủy Tiên. Bởi vì là các bạn có nhiều khi mà nhận về ấy, có từng khóm khóm nhảy này, thì lại các bác nếu mà chưa chơi quen, chưa ghép quen ấy, lại bảo là sao nó rời quá, nó xấu quá. Nhưng mà thực ra là cái này sẽ cần có một cái thời gian, nó Sơn Thủy Tiên này mình cần phải có bàn tay mình ghép, cũng như là có kỹ thuật ghép một chút thì mình nhìn nó mới đẹp đó. Sơn Thủy Tiên 200.000 đồng cho 1kg ạ. Tiếp đến bên đây là mặt hàng lan đuôi chuột ạ. Đuôi chuột hôm nay bên em vẫn bán với mức giá là 150.000 đồng cho 1kg nhé. Đuôi chuột thì chơi từ cả lá này, rễ này, và đến mùa ra hoa thì chơi cả hoa luôn. Một trong những mặt hàng lan mà em rất yêu thích. Tiếp đến trên đây còn khoảng tầm 4 cân hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua loại đẹp 100.000 đồng cho 1kg nhé. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền hôm nay có bán. Các bạn đặt lan vui lòng liên hệ với trực tiếp số điện thoại 0984754102 để được lên đơn và tư vấn trực tiếp về kỹ thuật trồng lan nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những clip lần sau.